Đến cái ứng dụng có tên là cửa hàng Google Play. Và đây là nơi để tải hầu hết các ứng dụng mà chúng ta cần thiết. Trong cái mục tìm kiếm này, các bạn hãy gõ là VTV Cap On giống như mình đã gõ trước đây như này. Và sau khi gõ thì nó sẽ hiện luôn cái ứng dụng này trên cùng với lại cái chữ On cùng với biểu tượng của nút nguồn như này đây. Và đơn giản thôi, chúng ta hãy ấn vào và nhấn vào nút cài đặt ở góc này. Đó, chờ một chút thì sẽ tải về với dung lượng khoảng là 27 MB. Rồi, và sau khi cài xong thì có thể ấn mở luôn. Đây. Giao diện của VTV Cap On hiện ra như này. Đó, và đây là một giao diện tương đối là khó nhìn nếu như chúng ta mới nhìn thời điểm đầu. Ở bên này thì sẽ có một menu ứng dụng sổ ra và đây sẽ có trang chủ, truyền hình. Các cái mục thể loại khác gồm có đấu trường Hot Space, thể thao, giải trí, thiếu nhi, văn hóa sự kiện. Mà cái chúng ta cần thiết nhất đó là cái mục truyền hình này để xem trực tuyến. Như bạn thấy thì chúng ta có từ VTV1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Tất cả đều là kênh HD. Và ngoài ra còn khá nhiều kênh khác từ Hay TV này, O2 TV này, Live TV, An Ninh TV vân vân. Có rất nhiều ở đây. Và ví dụ mình sẽ mở VTV3 nhé. Để mà xem được thì chúng ta cần phải đăng nhập thì phần mềm mới cho phép chúng ta được xem. Và đến cái bước đăng nhập này thì các bạn có tài khoản rồi thì không nói, nhưng mà nếu chúng ta chưa có thì có thể đăng nhập qua Facebook cũng được, hoặc là đăng ký rất dễ dàng bằng cách là gõ số điện thoại vào đây, ví dụ như là gõ 09xxx gì gì đó tùy các bạn. Và mật khẩu thì chúng ta chỉ việc gõ mật khẩu và gõ lại một lần nữa. Còn hai cái mục dưới đó là mã đầu thu và số thẻ smart card này, chúng ta không cần phải điền vào, chỉ cần điền những cái mục có dấu sao này thôi, ví dụ điền ba cái mục trên cùng này và sau đó nhấn vào nút đăng ký, thế là hoàn thành. Và ở đây thì mình đã đăng ký tài khoản từ trước cho nên là mình sẽ nhập luôn tài khoản vào đây. Rồi, như vậy là đã đăng nhập thành công và nó đã vào thẳng cái giao diện này. Như bạn đang thấy thì mình đã được đăng xem trực tuyến VTV3 HD chỉ qua một bước đăng nhập rất đơn giản. Và phía bên khung bên phải này chính là cái lịch phát sóng. Có thể xem trước rằng là ví dụ 7 giờ tối nay sẽ có chương trình gì, tất nhiên là thời sự rồi. Đó, và chúng ta sẽ có 10 giờ, 8 giờ là sinh ra để tỏa sáng vân vân. Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút này thì sẽ phóng full màn hình ra. Như các bạn thấy là chất lượng rất tốt, rất nét luôn. Và đây là chất lượng HD. Ngoài VTV3 ra chúng ta còn các kênh khác HD như này. Và ví dụ mình là một người ví dụ là bận rộn vào cái số phát người phán xử tuần trước chẳng hạn, thì mình sẽ tìm đến là thứ năm tuần trước là mùng 6 tháng 7 xem người phán xử vào khoảng 9 rưỡi tối đi. Đây rồi, và nhấn vào. Chúng ta có thể xem lại bộ phim này một cách rất dễ dàng mà không cần phải tìm đến đâu cả. Đó, đây chẳng hạn. Đó, tốc độ load khá là nhanh. Đó, như bạn thấy, việc xem lại người phán xử tập 31 này hết sức là đơn giản và dễ dàng, chất lượng rất cao. Như bạn thấy này, đây là diễn viên Việt Anh, khuôn mặt rất là nét. Đó. Ngoài việc chúng ta có thể xem lại trong vòng tới 7 ngày các kênh truyền hình cáp của VTV ra thì chúng ta còn một số mục khác, ví dụ ở đây là thể thao chẳng hạn. Ví dụ mình muốn xem lại nhịp đập 360 độ thể thao. Mở lên. Rất đơn giản, đó. Rồi. Ngoài cái chương trình thể thao ra thì chúng ta còn rất nhiều chương trình khác mà VTV Cap On có thể cung cấp tới người dùng, đó là giải trí này, thiếu nhi này, văn hóa sự kiện này. Khá là đầy đủ luôn. Và tất cả những phần bên dưới này các bạn có thể tùy chọn với mục đích xem của chúng ta. Ngoài ra thì trong phần cài đặt chúng ta sẽ có ngôn ngữ giao diện và không có gì cài đặt đáng kể cả. Tất nhiên cái này nên để nguyên. Và đó là tất cả tính năng của VTV Cap On. Đây sẽ là một sự lựa chọn mới trong việc xem truyền hình trực tuyến cho chúng ta và chất lượng lại rất cao. Và đặc biệt đây là phần mềm chính chủ đến từ VTV Cap. Chúc các bạn xem truyền hình vui vẻ.